Chào mừng các bạn đã đến với bản tin giải trí tổng hợp K-Beat của CU. Hôm nay ngày 14 tháng 8, hãy cùng mình điểm qua những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Chính thành viên Zuzin chứ không phải công ty chủ quản thông báo CLC ngừng hẳn hoạt động. Phát hiện thực tập sinh người Việt Nam Hanbin đi cùng các thực tập sinh khác của Dư Hoa. Chính thành viên Zuzin chứ không phải công ty chủ quản thông báo CLG ngừng hẳn hoạt động. CLG Zuzin gần đây đã tiết lộ cảm xúc trong tập 2 Girls Planet 999 của Mnet. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền, Zuzin đã bật khóc khi nói về CLG đã ngừng hoạt động gần một năm nay. Zuzin tiết lộ, công ty nói rằng sẽ không tiến hành các hoạt động nhóm nữa. Em đã làm việc rất chăm chỉ khi là CLG. Em vẫn muốn tiếp tục làm ca sĩ, thể hiện sức hút của mình. Em đã làm việc rất chăm chỉ trong suốt thời gian qua. Em muốn tiếp tục ca hát và thể hiện sức hút của mình trước công chúng. Cô nói thêm. Trong khi Zuzin không trực tiếp nói rằng CLG đã tan rã, nhiều khán giả đã suy đoán rằng đó là tình trạng của nhóm hiện tại. Sau khi tập 2 Girls Planet 999 được phát sóng, nhiều người hâm mộ đã lên Twitter chia sẻ những gì CLG Zuzin đã nói trong chương trình với từ khóa GLC Disband đang thịnh hành trên nền tảng này. Trong khi nhiều người hâm mộ bị sốc về thông tin này, một số người hâm mộ cho rằng ngừng hoạt động và tan rã là những từ khác nhau, thể hiện rằng họ không tin vào điều đó. Những người hâm mộ khác cũng đề cập đến những gì cựu CLC LK đã nói khi cô ấy gửi yêu cầu chấm dứt hợp đồng độc quyền với QB Entertainment vào tháng 12 năm 2020. Trong lá thư mà LK gửi cho QB thông qua một công ty luật, việc công ty không trả tiền cho cô, một lý do khác khiến cô muốn chấm dứt hợp đồng là công ty không còn hỗ trợ các hoạt động CLC sau khi công ty này thay đổi cơ cấu. Khán giả và fan hâm mộ đã rất sốc vì thông tin CLC ngừng hẳn hoạt động được tiết lộ trên sóng truyền hình bởi đích thân thành viên nhóm chứ không phải công ty chủ quản QB Entertainment. Phát hiện thực tập sinh người Việt Nam Hanbin đi cùng các thực tập sinh khác của Dê Hoa. Hanbin là một thực tập sinh nổi tiếng lên từ chương trình Sống Còn Island, lần đầu tiên được xuất hiện trước công chúng kể từ khi rời Believe Lab để gia nhập Dê Hoa Entertainment. Người hâm mộ bắt đầu lo lắng khi Hanbin không cập nhật bài viết trên Twitter cá nhân trong hơn 2 tháng qua. Nỗi sợ hãi của họ nhanh chóng được xua tan khi một người hâm mộ chia sẻ loạt ảnh chụp Hanbin đang đi chơi với một vài thực tập sinh khác của Dê Hoa Entertainment, bao gồm Hyun Sop và Uyun. Bài viết có nội dung rằng bạn tôi phát hiện Hyun Sop trên đường và gửi cho tôi bức ảnh này. Đây hẳn là nhóm nhạc 7 thành viên sẽ debut tại Dê Hoa. Tôi nghĩ Hyun Sop, Uyun và Hanbin đều thuộc nhóm này. Với thông báo hôm nay, tôi nghĩ họ thực sự debut cùng nhau. Có nghĩa rằng Hanbin cùng với 6 chàng trai khác sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới, khiến người hâm mộ phấn khích khi Dê Hoa Entertainment đã nộp đơn đăng ký tên vào ngày 8 tháng 6 với cái tên là Tempest và từ viết tắt là TVST để người hâm mộ tin rằng có thể là tên của nhóm mới. Hơn nữa, công ty cho biết fan cafe Dê Hoa Project của Hyun Sop và Uyun sẽ đóng lại vào ngày 17 tháng 8 và thêm họ vào danh sách các thành viên của Tempest. Hanbin tên thật là Ngô Ngọc Hưng, sinh năm 1998, quốc tịch Việt Nam và đã thực tập ở Big Hit được 11 tháng. Trước khi đổi gạy danh là Hanbin, anh chàng thực tập sinh này hoạt động ở Việt Nam với tên là Hưng Bin. Ở quê nhà, Hưng là một dancer có tiếng đồng thời là leader của nhóm nhảy cover K-pop CIC. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn nút like và subscribe để đón chờ những thông tin mới nhất từ CU nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.